Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay sau mục điểm đơn thư, mục kết quả thư khán giả truyền hình và bạn đọc báo Nhân dân là mục bạn hỏi luật sư trả lời và ống kính công dân. Ở phần bạn hỏi luật sư trả lời hôm nay, chúng tôi tiếp nhận và trả lời câu hỏi của khán giả trực tiếp trên sóng truyền hình thông qua số điện thoại đường dây nóng. Quý khán giả có câu hỏi hay thắc mắc cần luật sư giải đáp, vui lòng liên hệ theo số điện thoại phía trên góc màn hình. Ngoài ra, nếu có đơn thư phản ánh hoặc clip phản ánh, quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số 71 hàng trống hoàn kiếm hà nội email hộp thư nhân dân tv a gmail com hoặc thông tin nóng qua số điện thoại 0243 756 756 0946 401 661 thưa quý vị khán giả trong tuần truyền hình nhân dân ban mặt đọc báo nhân dân nhận được 7 đơn thư về lĩnh vực nội chính 14 đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng và 5 đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội cụ thể như sau khán giả nguyễn văn nghĩa Trần Trọng Trinh, Phùng Văn Long, Nông Minh Tuấn, Hà Nội, Phạm Ngọc Thanh, Đồng Tháp, Lâm Hữu Minh, Nghệ An. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á có đơn thư về lĩnh vực nội chính. Khán giả Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Hà, Hà Nội, Lạc Quốc Kiên, Kiên Giang, Nguyễn Quang Hiền, Bắc Ninh, Trần Quang Huỳnh, Khánh Hòa, Cao Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hai, Đỗ Thị Hương, Ngô Thị Kim Tuyến, Đỗ Văn Hóa, Phạm Thị Kim Trung, Bình Định, Dương Thị Lan, Vi Thị Quỳnh, Lạng Sơn. Lê Thị Hạnh, Thành phố Hồ Chí Minh có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng. Khán giả Liễu Thị Huyên, Vi Văn Chức, Lạng Sơn, Vũ Quang Tú, Hưng Yên, Nguyễn Thị Thành, Hà Nội, các chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin điểm một số hồi âm của các cơ quan chức năng liên quan đến những nội dung mà khán giả bạn đọc gửi về cho chương trình trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Báo Nhân dân vừa nhận được văn bản trả lời số 1346 ngày 6 tháng 9 năm 2022 của Ban tiếp công dân thành phố Hà Nội. Nội dung chính như sau. Báo Nhân dân có văn bản chuyển đơn của 20 hộ gia đình ở đội 9 thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, kiến nghị về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án phát triển hạ tầng Bắc Thăng Long, Vân Trì năm 1999 căn cứ quy định tại thông tư 05 ngày 1 tháng 10 năm 2021 của thanh tra chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh ban tiếp công dân chuyển văn bản cùng bản chụp đơn nêu trên đến chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Đông Anh để kiểm tra giải quyết theo quy định của pháp luật báo cáo báo nhân dân ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ban tiếp công dân thành phố kết quả Báo Nhân dân nhận được văn bản trả lời số 6104 ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ. Nội dung chính như sau. Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản của Báo Nhân dân kèm theo đơn của ông Thái Ngọc Trực, đại diện cho các hộ dân trú tại tổ 14 Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khiếu nại về việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành nhiều văn bản trái luật. Chủ đầu tư thu hồi đất để thực hiện dự án Chaparama Resort Spa, nhưng không thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng với các hộ dân. Thực hiện quy chế làm việc của chính phủ, Văn phòng chính phủ gửi đơn của ông Thái Ngọc Trực đến Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa để xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có văn bản trả lời báo nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ luật sư Ngô Thị Liệu, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc, khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư cũng như thông qua số điện thoại đường dây nóng. Xin chào luật sư, cảm ơn luật sư đã nhận lời mời tham gia chương trình. Dạ vâng, xin chào MC Hoàng Hà, xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị khán giả, thưa luật sư, sau đây xin gửi tới quý vị khán giả và luật sư một câu hỏi của khán giả gọi về cho chương trình theo số điện thoại đường dây nóng. Xin chào anh. Vâng, xin chào luật sư ạ, à, tôi là Phạm Thành Công ạ, ở ừ. Hải hậu, Nam Định ạ. Vâng. Luật sư là ngày 18 tháng 6 năm 2020 ạ. Doanh nghiệp tôi đã được tuyên bố phá sản nhưng mà chưa thanh toán hết các khoản nợ. Thì đến tháng 7 năm 2022 thì tôi được nhận thừa kế từ bố của tôi ạ. Vậy phần tài sản thừa kế của tôi nhận được có phải dùng để thanh toán tiếp khoản nợ phá sản hay không ạ? Vâng, xin mời anh nghe luật sư tư vấn. À, xin chào khán giả Phạm Thành Công ạ. Vâng, à, xin chào luật sư ạ. Dạ vâng ạ. À, tôi xin hỏi anh vâng. là loại hình doanh nghiệp mà hiện tại là công ty anh đã bị tuyên bố phá sản ạ. À, dạ, công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn. Dạ vâng. À, như vậy thì tôi xin à. trả lời câu hỏi của anh Phạm Thành Công luôn ạ. Trong trường hợp nếu bạn là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, thì theo quy định của luật phá sản, thì thứ nhất là các cái tài sản thừa kế mà bạn nhận được thì sẽ không phải dùng để thanh toán các khoản nợ phá sản doanh nghiệp bởi vì là trách nhiệm tài sản của bạn đối với doanh nghiệp là trách nhiệm hữu hạn. Do vậy thì tất cả những cái khoản mà bạn được thừa kế từ tài sản của bố bạn sẽ không phải thanh toán đối với các khoản về đối với chủ nợ khi mà bị phá sản doanh nghiệp ạ. À. Tuy nhiên là tôi cũng lưu ý theo quy định của luật phá sản doanh nghiệp thì nếu doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân hoặc là công ty hợp danh thì căn cứ theo điều 110 Uh, luật phá sản năm 2014 là quy định về nghĩa vụ tài sản sau khi có quyết định tuyên bố hợp doanh nghiệp hoặc hợp tác xã phá sản có quy định như sau: thứ nhất là quyết định tuyên bố doanh nghiệp hợp tác xã phá sản quy định tại các điều 105, 106, 107 không miễn trừ nghĩa vụ về tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân uh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh đối với chủ nợ chưa được thanh toán nợ trừ trường hợp người tham gia thủ tục phá sản có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác ngoài ra thì nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp hợp tác xã phá sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan à, như vậy thì nếu như trong trường hợp là doanh nghiệp tư nhân hoặc là thành viên của công ty hợp danh thì nghĩa vụ về tài sản không được miễn trừ đối với chủ nợ chưa được thanh toán nợ và trừ trường hợp người tham gia thủ tục phá sản có thỏa thuận khác hoặc là pháp luật quy định khác hay nói cách khác là đối với cái phần mà tài sản thừa kế mà nhận từ người để lại di sản Thì vẫn được dùng để thanh toán trực tiếp các khoản nợ phá sản Và pháp luật quy như vậy vì đây là trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân Cũng như thành viên hợp danh trong công ty hợp danh Vâng, dạ, vâng. anh đã nghe rõ luật sư trả lời vâng. chưa ạ? Vâng em nghe rõ ạ, em cảm ơn luật sư Vâng vâng, cảm ơn bạn đã gọi về cho chương trình Thưa luật sư, sau đây chúng tôi xin gửi tới luật sư một câu hỏi của khán giả có địa chỉ gmail là vũ thị vân 92 a gmail com Nội dung câu hỏi như sau, bạn em muốn ly hôn với chồng nhưng trong thời gian chung sống, hai vợ chồng có thỏa thuận ký giấy tay với nhau với nội dung Nếu người vợ ly hôn thì không được mang theo con và không được phân chia tài sản, tờ giấy này ký được 5 năm rồi Bây giờ vợ chồng không ở được với nhau nên bạn ấy muốn ly hôn, vậy trong trường hợp này bạn em có được chia con và tài sản chung không? Tờ giấy ký tay đó có hiệu lực trước tòa án hay không? Cảm ơn luật sư, xin mời luật sư tư vấn vâng. Về nguyên tắc ly hôn thì tòa án sẽ xem xét đến các quan hệ Thứ nhất là quan hệ về hôn nhân, con cái và tài sản Cho dù các bên đã ký giấy tay thỏa thuận với nhau Do đó thì bạn yên tâm rằng là cái giấy tờ viết tay ừ. đó không phải là kết quả của vụ án Và theo quy định tại khoản 1 điều 59 luật hôn nhân gia đình năm 2014 thì nếu chia tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó. Tuy nhiên, theo quy định tại điều 47 luật này thì nếu hai bên chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc là chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, giấy viết tay của hai vợ chồng thỏa thuận phân chia tài sản và việc nuôi con không được xem như thỏa thuận lựa chọn chế độ tài sản hợp pháp. Do đó, khi khởi kiện, nếu các bên không thống nhất việc chia tài sản và con chung, tòa án sẽ giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5, điều 59 và các điều 60, 61, 62, 63, 64 của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014. Như vậy, vợ chồng chỉ thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn thì ý chí của người vợ chồng tại thời điểm chấm dứt quan hệ hôn nhân việc các bên có thỏa thuận trước đó không được coi là căn cứ để tòa án giải quyết tranh chấp ở giao quyền nuôi con. Vâng, tiếp theo chương trình xin gửi tới luật sư câu hỏi của khán giả Nguyễn Văn Đông ở Bạc Liêu. Câu hỏi như sau. Tôi thành lập công ty vào cuối năm 2019, tháng 7 năm 2020 tôi đăng ký kết hôn. Tới tháng 10 năm 2021, vợ tôi yêu cầu tôi sang tên công ty cho vợ tôi. Sau khi làm thủ tục sang tên hoàn thành thì tôi đi làm xa. Được khoảng 8 tháng, vợ tôi đưa đơn đòi ly hôn với tôi Tôi không chịu ký đơn ly hôn vì toàn bộ tài sản công ty của tôi đã sang tên cho cô ấy và tôi yêu cầu vợ tôi hoàn trả lại công ty cho tôi nhưng cô ấy không đồng ý. Không ly hôn được với tôi, vợ tôi âm thầm chuyển toàn bộ tài sản và giấy tờ của công ty cho người khác đứng tên để nhằm hợp thức hóa tài sản. Tôi xin hỏi luật sư, vợ tôi làm như vậy có đúng luật không? Tôi phải làm như thế nào để đòi lại công ty? Xin luật sư tư vấn. Dạ, à, căn cứ vào khoản 1 điều 33 luật hôn nhân gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ chồng bao gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung với việc bạn đã thỏa thuận chuyển quyền sở hữu công ty cho vợ cũng như các đóng góp khác trong thời kỳ hôn nhân của vợ bạn và quyền sở hữu công ty được xem là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân của hai vợ chồng. Trong trường hợp người vợ đứng tiên tài sản riêng trên giấy tờ sở hữu tài sản không thể hiện việc tài sản thuộc sở hữu riêng của người đó và việc xác định tài sản có trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng hay tài sản chung của vợ chồng phải căn cứ nguồn gốc tạo dựng tài sản đó. Như vậy, căn cứ tại khoản 2, điều 35 luật hôn nhân gia đình năm 2014, vợ của bạn đã thực hiện sai quy định pháp luật khi định đoạt tài sản chung mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng. À, về việc người vợ đã thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu của công ty cho người khác đứng tên thì bạn có thể yêu cầu tòa án tuyên giao dịch đó là vô hiệu theo quy định tại điều 124 Bộ luật dân sự năm 2015 và khoản 2 điều 26 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu căn cứ vào khoản 2 điều 59 luật hôn nhân gia đình năm 2014 về việc giải quyết tài sản chung khi ly hôn. Tài sản chung của bạn và vợ sẽ chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố về hoàn cảnh của gia đình của vợ chồng, công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung. Lao động của người vợ, người chồng trong gia đình được coi như là lao động có thu nhập, bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động, tạo ra thu nhập lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền nghĩa vụ của vợ chồng như vậy đối với tài sản chung của công ty bạn nếu không đạt được thỏa thuận với người vợ về việc phân chia tài sản thì tòa án sẽ căn cứ vào những yếu tố trên để giải quyết theo quy định cảm ơn luật sư đã giải đáp những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân thưa quý vị do thời lượng của chương trình có hạn những câu hỏi hay thắc mắc của quý khán giả chúng tôi sẽ tổng hợp và giải đáp trong những chương trình sau Phần cuối của chương trình hộp thư truyền hình, xin mời quý khán giả theo dõi những hình ảnh trong tiểu mục ống kính công dân. Nếu có thông tin cần phản ánh hoặc clip phản ánh, quý vị gửi về địa chỉ email hộp thư nhân dân tv a gmail.com hoặc gọi đến đường dây nóng của chương trình 0243 756 756 0946 401 661. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Đây là những hình ảnh của trạm trộn bê tông Thiên Tân nằm tại thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Trạm trộn bê tông này được cấp phép hoạt động từ năm 2011-2016. Sau thời gian đó phải hoàn trả lại mặt bằng để sản xuất nông nghiệp. Thông tin từ người dân địa phương cho biết, dù đã hết thời hạn hoạt động nhiều năm, nhưng đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động, xả thải trực tiếp ra môi trường chung quanh. Nước thải được xử lý sơ xài rồi xả ra mương nước trước cửa. Bụi đá, bụi xi măng lắng động xuống đáy mương thực trạng này diễn ra nhiều năm nay nhưng chưa được các cấp chính quyền của huyện sóc sơn và các sở ngành liên quan của thành phố hà nội vào cuộc xử lý đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng làm rõ thông tin và xử lý nếu có sai phạm tránh gây bức xúc trong dư luận Hơn 10 năm qua, hàng trăm hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu thuộc hai huyện Ninh Hải và Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận phải sống tạm bỡ trong khu quy hoạch dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Dự án chưa triển khai, đất đai ở địa phương bị bỏ hoang trong thời gian dài, lãng phí. Người dân không thể đầu tư, trồng cây, canh tác nông nghiệp trên chính mảnh đất của mình. Việc đầu tư làm trại chăn nuôi gia súc, dê, cừu, bò không được phép khiến người dân mất nguồn thu. Nhà cửa sập xệ xuống cấp nhưng không thể xây dựng hay mở rộng. Con cái trưởng thành lập gia đình cũng đành ở chung với cả gia đình có 3 đến 4 thế hệ cùng chung sống vì không thể tách thửa, mua bán, sang nhượng. Không gỡ được cái quy hoạch thì không thể chỉnh trang hoặc mở rộng khu dân cư vì hiện nay thì hơn 10 năm nay thì nhiều cái thế hệ mà sống trong một cái ngôi nhà là nó rất là chật hẹp cho nên dẫn đến cái việc mà sinh hoạt đời sống hàng ngày của người dân là rất là hạn chế và gặp nhiều cái khó khăn. Toàn bộ hoạt động đầu tư nâng cấp xây dựng hạ tầng liên quan đời sống người dân ở hai nơi này không được thực hiện. Vướng quy hoạch, nên tỉnh không thể triển khai bố trí vốn cho dự án ở đây do không đủ cơ sở pháp lý. Người dân sống trong vùng dự án mòn mỏi chờ ngày quyết định số phận dự án có được triển khai nữa hay không để ổn định cuộc sống.